rồi con tim này cũng đã rung động. Là ai mà suốt ngày trong ngóng ngày. Một điều anh rất ngại nói ra trong lòng, hình như ta đã thích nhau phải không? Năm tháng đó dài lắm dù có phong ba, thì anh sẽ luôn ở bên. Hãy cho phép chàng trai si tình tìm yêu về em nhiều thế. Con dậy chứ nó khờ lắm con. Gái dụ nó không à. Ba ơi, con về trước nha ba. Ba nằm nghỉ ngơi đi. Bây giờ nói với chồng bay á, coi trốn tao được thì trốn luôn đi nghe. Sao ba với ảnh cứ sao đâu á. Nè con nói ba nghe, công việc của ảnh bây giờ lo giùm cho ba đó. Ba cứ giận hờn hoài à. Thì tao nói vậy đó. Mà nó không trốn tao á, nói tao biết để tao trốn đó. Ba này, thôi cô về nha. Con chúc cơ bạn về đàng hoàng nha. Bữa nào rảnh ghé nhà con chơi. Dạ. Con về nha ba. Ừ. Chạy xe cẩn thận đó. Quên, có tài xế lái xe mà quên. Hai đứa bay làm tình chưa? Tình gì không nổi. Cái thằng này sao đâu. Thì hai đứa yêu nhau, sớm muộn gì mà không kết hôn đúng không? Mà con biết không, cái chuyện vợ chồng mà hòa hợp cơ thể nó quan trọng lắm. Đặc biệt mày là cháu đích tôn của nội, đâu phải lo chứ. Nội ơi, đám cưới là sao nội, chưa mà. Tụi con đã tính với nhau trước hết rồi. Cả con và Huy đều muốn xác định cái mối quan hệ này thật là nghiêm túc á. Mà Huy còn là cháu đích tôn nữa, cho nên tụi con phải được ông cho phép trước thì mới được. Kỹ năng ứng biến tốt thật. Không không không, đây chỉ là diễn kịch thôi. Cái gì đâu mà không cho phép. Nội cho phép. Mấy đứa muốn làm sáng trưa chiều tối gì cũng được hết trơn á trời. Đừng có quan tâm tới nội, nội chịu. Nhưng mà nhớ dùng biện pháp an toàn nha. Thôi được rồi nội à. Không nói. Thằng này mày ngố quá. Quên đó. Hai đứa ngồi đây nha. Chờ nội xíu. Nội đi qua thông báo cho ông bạn già nội biết. Có cháu dâu. Cháu dâu à. Chuyện này làm sao nữa đây? Thì ông nội của tôi nằm ở đây cũng lâu rồi, quen biết mấy người bạn trong đây chuyện bình thường mà. Cái gì? Thôi, không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn gì? Ông ngoại của tôi cũng nằm ở bệnh viện này. Sao ông nói sớm? Trời, bây giờ hai ông già mà biết nhau chết cả lũ đó. Thôi bây giờ mình trốn trước đi rồi tính. Ông bạn già ơi, tôi có cháu dâu rồi ông bạn già ơi. Ủa, hai này đi đâu mất tiêu rồi trời. Làm cái gì vậy? Nói bé thôi. Không được. Trong cái tình cảnh này nó không được như vậy. Nè, trong đầu anh đang nghĩ cái gì đó? Cái này là phản ứng tự nhiên của con trai thôi, tôi đâu có biết. Không lẽ xuống dưới sân chơi, để đi xuống kiếm tụi nó mới được. Hình như đi rồi thì phải. Chắc là vậy á. Thôi mình mảnh mai, mẹ mại quá. Lúc này Linh vẫn là bạn gái của mình, có đúng không? Biến đi. Đừng quên tôi chỉ là bạn gái thuê của anh mà thôi. Dù trên đời này đàn ông có chết hết đi chăng nữa, tôi cũng không có quan tâm tới anh đâu. Linh, như vậy là bạn gái của cháu trai ông chính là cháu gái tôi, còn bạn trai của cháu gái tôi chính là thằng cháu trai của ông. Đúng rồi. Con Linh đó là cháu gái của tôi đó.
Cái tình cảnh này là gì vậy trời? Không thể hiểu lầm hơn được nữa. À ông nội à, thật ra con với Lịch. Ơ, vậy hai người là bạn của nhau hả? Ừ. Thật là trùng hợp mà. Đúng là định mệnh đúng không anh? Cháu của tôi nè, nó hẹn hò với cháu của ông á, là tôi yên tâm rồi. Dịch thằng ấy trắng trẻo, đẹp trai, dễ thương, có tương lai à. Cháu ông cũng dễ thương, đẹp gái quá trời. Vậy là hai nhà mình sắp thành xui gia rồi. Ui da. Xui gia. Không, ông quánh mạnh quá đau. Ui da. Xin lỗi. Ờ để cho, bơm cho miếng nước. Trời, giỡn hoài, bơm cái chết luôn á. Mà tôi nói ông nghe nè, mai mốt mình là xui gia rồi đó. Con muốn gặp nhau hát hò gì á, đi qua nhà tôi hay qua nhà ông đi. Chứ đừng hẹn trong bệnh viện này, tôi sợ bệnh viện lắm rồi. Đúng rồi đó. Mai mốt qua nhà tôi cho nó thoải mái. Mình muốn đờn ca gì đó cũng được. Chứ còn ở trong đây hả, mấy cô y tá cứ la hoài. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi, mà ngỡ con tàu dỗ sông bờ xa. Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều. Tiền ai dục bơm bài này sao cứ chỗ này là ông hát sai hoài. Người ta viết là bùm xuôi vô phương nam, thuyền xuôi vô, cứ hát thuyền hoài. Thuyền, chiếc thuyền nó mới xuôi theo dòng nước được. Biết là như vậy nhưng mà người ta viết, tác giả người ta viết là bùm xuôi thì mình phải hát đúng. Tôi chỉ hát đúng với thực tế thôi. Bây giờ ông thấy có cái bùm nào mà nó tự thôi, nó chạy trên đó. Ông cãi nữa, ông sai nè, ông cứ cãi hoài bực bội quá. Tôi hát đúng chứ sao mà sai. Ông sai đó. Thôi ông muốn hát sao, kệ ông, mệt quá nè, tự cầm đi. Xin lỗi em, để cho em khó xử với ngoại như vậy. Không có gì đâu, chuyện giữ bí mật làm thêm này là lỗi của em mà. Thôi mình chia tay nhau ở đây nha. Em thấy như vậy là ổn rồi đó. Thật sự ban đầu anh không biết là ông ngoại em cũng nằm bệnh viện đó, nên là có làm cho em khó xử. Thật lòng xin lỗi em. Cảm ơn em nhiều nha. Anh chắc chắn sẽ tìm được một người bạn gái tốt đó. Lời nói dối vì ông ngoại của cô ấy cũng đã giúp mình và ông nội mình rất là nhiều. Để giữ được lời hứa, mình sẽ không phiền đến cô ấy nữa. Đồ ngốc. Cho dù là có gặp nhau ở trường thì cũng sẽ không nói chuyện. Đây là kết thúc thực sự. Dịch vụ cho thuê bạn gái. Tại sao anh lại ở đây? Lại còn kế nhà tôi nữa. Tôi ở đây được 4 tháng rồi. Không được tiếp xúc, không được trả lời, cũng đừng tìm hiểu về tôi. Ít nhất là cho tới khi tốt nghiệp, biết chưa? Nhỏ này, làm như mình đang theo dõi nó không bằng vậy. Anh chắc chắn sẽ tìm được một người bạn gái tốt đó. Vậy là mình nên sống ở ngay bên cạnh nhà. Trời ơi là sao trời? Tự nhiên khi không cái ông nội muốn gặp Linh. Trời, bây giờ mình mà nói thật cho ông nội nghe, chứ ông nội lên tăng xong máu mà chết quá. Đi cách đi. Xuất viện liền. Xuất viện liền, ba phải đi về nhà. Thằng Quy, nó có bạn gái đẹp vậy, ba phải đi về nhà làm việc ăn mừng. Cái gì đâu mà không cho phép.
Nội cho phép mấy đứa muốn làm sáng trưa chiều tối gì cũng được hết trơn á trời. Đừng có quan tâm tới nội, nội chịu. Nội đi qua thông báo cho ông bạn già nội biết. Coi cháu dâu. Cháu dâu à. Tôi cắn răng, cắn cổ, cắn lưỡi lại lên. Giúp tôi một lần này nữa được không? Cái gì hoài vậy ba? Đã nói là không có được gặp nhau nữa mà. Ở đây đâu phải là ở trường đâu đúng không? Ngụy biện. Tự nhiên cái hôm nay ông nội đòi qua nhà tôi chơi. Không biết ông mò đâu ra được giấy phép nữa. Linh, giúp tôi lần này đi. Tôi hứa sẽ trả tiền cho Linh đàng hoàng. Sao không nói với ông là tôi với anh đã chia tay rồi đi? Thật sự trái tim của em vẫn chưa sẵn sàng chị ạ. Cái gì tự nhiên bánh bèo ngang vậy? Bị đá xong rồi thành thụ luôn rồi thấy gì? Thật sự là tôi hết cách rồi á. Giúp tôi đi mà Linh. Điều khoản 3: thân chủ và nhân viên không được can thiệp vào riêng tư của nhau. Anh nghe có hiểu không? Và nếu như tôi bị công ty bắt á thì tôi sẽ là người bị đuổi. Bây giờ tôi không nói, Linh không nói, không ai biết trơn á. Đó không phải vấn đề của tôi. Tôi còn phải viết báo cáo nữa. Linh ơi, giúp tôi một lần Linh. Tạm biệt, không hẹn gặp lại. Linh, cần Linh. Em sẽ cố quên khung chơi hoa mộng. Ngày hè bên anh, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau. Cô Xuyến, công nhận hát hay rồi hả? Còn phải nói, mình nhìn cái đặt của Xuyến mặt, tao nói nó đẹp gì đâu á. Nhưng mà cái đầm này mà đưa cho Linh mặt là cũng bá phát luôn đó. Không dám đâu, cái đầm này đẹp là nhờ cô Xuyến đó nội. Thật này, mặc dù nội là fan cứng của cô Xuyến, nhưng mà nói công bằng thì con Linh ấy mặc cái bộ này vô cũng 1 9 1 10 chứ bộ. Không có đâu. Ủa, cháu dâu nội đâu? Dâu nào? Thì cũng Linh đó. Hỏi gì vậy? Linh không biết. Không phải, chắc bận gì á, không biết nữa. Bận rồi. Mày yêu đương gì kỳ cục vậy? Không biết gì hết trơn trời vậy. Nè, gọi điện thoại cho nó. Nè, gọi. Ê, đừng nói với tao là mày không biết số điện thoại nó nha. Thì đâu có số đâu. Sao mày yêu đương mà mày không biết số điện thoại nó? Điện thoại ông mà. Sao nãy giờ không nói? Quên. Lấy điện thoại con gọi đi. Thôi con hả? Lẹ. Thằng này chết rồi. Mình chỉ liên lạc với Linh qua group của công ty thôi. Gọi đi. Dạ. Alo, Linh, Linh hả? Linh hả con? Nội nè con. Đang bận hả? Nói nội qua chơi chờ nha. Nói nội chờ. Nội nói có bận gì thì làm nha. Rồi. Ê. Ê. Thằng này. Bận quá hả? Đi không được hả? Chị ơi, shipper. Dạ, chờ em xíu. Shipper, chị ơi. Chờ em xíu. Làm ơn giúp một lần đi. Anh bỏ ra coi anh làm cái gì vậy hả? Ông nội em, ông tới rồi, chị. Tôi đã nói hết chuyện với anh rồi. Anh bỏ ra. Làm ơn một lần. Thôi. Anh làm cái trò gì vậy hả? Có tin tôi báo công an không? Để tình hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau một lần đi. Làm gì có hàng xóm nào biến thái nha anh. Ông nội tới rồi. Không là không. Biến. Gì mà ồn ào với vậy Quy? Chị hả? Bận quá hả? Trời ơi. Dạ ông nội. Ông nội gọi. Ông nội. Nói chuyện gì lâu vậy? Dạ con mới nói xong rồi. Đi ra ngoài chép nút đồ mà không mang vô. Dạ tại vì con gấp quá. Ừ.
Thôi vô nhà đi, có gì từ từ nói.